Hả? Teresa, sấm sét giận dữ. Ôi không, Teres, né đi. Người không thoát được đâu. Hey. Yeah. Bắt được rồi nha. Samuel, giúp tôi. Đến đây. Đừng có cử động. Ai da. Ai vậy? Ngươi sao ngươi dám? Ngươi sẽ phải hối hận. Lên đi, Stegosaurus. Stegosaurus, lốc xoáy. Hả? Nó đi đâu rồi? Đồ ngốc, cậu lại làm hỏng việc nữa rồi. Cậu cũng đâu có bắt được nó. Nhưng mà tôi biết nó ở đâu. Cái gì? Cậu đặt thiết bị theo dõi lên người nó sao? Hãy để sấm sét dẫn đường cho chúng ta. Đi theo tôi. Hầu quay, ha đi, các cậu đâu rồi? Tài Rét, giờ chúng ta không thể nghỉ được, chúng ta cần phải tìm bọn họ. Không được phàn nàn, chúng ta đã bị lạc vì cậu đó, cậu có biết không? Gì? Nghe giống tiếng của radio sao đó, đi nào. Đó là một con Styracosaurus sao? Ồ kìa, cậu ấy bị thương rồi. Ngươi không trốn thoát được đâu. À? Chuyện gì vậy? Cậu bị sao vậy? Có vẻ như cậu ấy sợ con người. Hả? Đừng sợ, tớ sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Tớ xem vết thương nào. Nè, đợi đã. Cậu đang bị thương rất nặng, đừng chạy. Leo xuống đây, trên đó nguy hiểm lắm. Hả? Ôi không. Bọn tớ muốn giúp cậu thôi mà. Đừng sợ ha. Đừng lo, bọn tớ sẽ không làm hại cậu đâu. Để tớ giúp cậu cầm máu, được chứ? Gì? Xong rồi, cậu sẽ ổn thôi. Hả? Ừ? Đây là cái gì vậy? Đó là một thiết bị định vị. Nó kia rồi. Đội sáng, sao các người lại ở đây? Sao ngươi lại ở đây? Đó là con mồi của bọn ta mà. Con mồi? Vậy là các người đã làm hại Sidako sau đó. Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Wow, T-Rex cũng ở đây hả? Hôm nay chúng ta sẽ bắt được hai con khủng long luôn. Lên đi, T-Rexor. Chiến trường. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Hừ.
lên đi, đi. Stegosaurus, Pila, Yelu, sấm sét, kiếm sĩ bão hóa, bắt đầu tiến hóa, tiến hóa thần tốc, Yelu, Pila. Cường quá! Stegosaurus, đi bắt Tyrannosaurus đi! Hả? T-Rex, lên nào! Lĩnh vực tiến hóa, mở khóa! Lên đi, T-Rex! Kẻ quỷ diệt bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Tê tét trực lửa. Stegosaurus, tiêu diệt nó. T-Rex, biến hình. Tệ quá, tới lượt của tôi rồi. T-Rex, hả? T-Rex, sấm sét giận dữ. Ôi không, T-Rex, né đi. Hả, T-Rex? Gì? Stegosaurus, tới lượt của ngươi. Mũi tên sấm sét. Hả, T-Rex? Nếu ngươi không muốn T-Rex bị thương thì hãy giao Styracosaurus cho bọn ta đi. Ngươi dịch gì? Mơ đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. T-Rex, tớ biết cậu cũng đồng ý với tớ. Vậy thì ngươi sẽ phải hối hận thôi. T-Rex, cố lên, chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Styracosaurus. Styracosaurus có thể điều khiển mọi thứ và khiến chúng di chuyển. Richie, đã đến lúc chúng ta đánh trả rồi. T-Rex, lấy vũ khí của cậu ra đi. Là Stegosaurus, đi bắt nó đi. Đến lúc đối phó với Tyrannosaurus rồi. Hả? Nó đâu rồi? Stegosaurus, cơ hội tới rồi. Hả? Hả? Stegosaurus. Bắt được rồi. Mau đóng chiến trường đi. Cuối cùng cũng đã bắt được ngươi. Đừng lãng nhãi nữa. Đi thôi. Hả? Đừng chạy. Đó là một chiến thắng gian dội luôn ha. Hả? Cái gì vậy? Đừng có chạy.
Cái gì vậy chứ? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả?